Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Leo Max. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi cùng anh em, đó chính là bạn Slow và bạn Shadow Fire. À không, hai bạn này sẽ chơi đằng sau. Mình sẽ chơi với bạn là Bất Ngờ Chưa và bạn Lion. Vì hai bạn này là các bạn mình cũng tương đối là lâu rồi, cho nên là khá hiểu ý của mình khi mà mình chơi ở những cái map rộng ấy. Chơi tử chiến như anh em cũng đã thấy rồi, chính là pháo sấy bay đầy trời. Hiện tại thì mình đã có con, đó chính là Scorpius nha anh em. Mình sẽ thay thế chỗ đó là thiên cẩu Tengu, và nó sẽ xuất hiện ở trận sau. Hiện tại bây giờ mình có đó chính là pháo sấy nè, và phóng lao 8. Cho nên là nếu như Scorpius mình nâng lên 3 sao, mình có thể gắn được đó chính là phóng lao 8 rồi. Nhưng mình nhìn thấy là nó cũng không ngầu lắm anh em ạ. Gắn với lại thì cái tầm kỹ năng của nó cũng 75m, cũng tương đối là khó, không an toàn lắm, không an toàn bằng pháo xoáy. Nên là nếu như trong thời gian tới mà được thì mình sẽ gắn cho nó là pháo xoáy, nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà dù sao thì mình cũng lắp Onyx rồi. Scorpius thì mình nghĩ là bây giờ nó chỉ phù hợp với cối tên lửa nè, hoặc là phóng lao thôi. Bởi vì kỹ năng của nó thì y hệt phóng lao rồi. Nên là nếu như mình lắp tay lái của phóng lao và cái tầm bắn lao chùm thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn mất công lắp pháo xoáy thì nó lại nó hơi bị lệch kỹ năng đấy. Về cơ bản thì con Onyx vẫn là con mạnh nhất xưởng của mình đến thời điểm hiện tại, khi mà một băng pháo sấy thì có thể tiễn một con robot tầm 50.000 máu đi, cũng không hẳn là đi nếu như mà xác suất kỹ năng nó ít hai sát thương á, thì nó sẽ nhanh đi hơn đấy. Nhưng mà khả năng đi rất là cao. Với lại thì pháo sấy nó cũng rất là phù hợp với cái lối chơi của mình. Mình khá là thích cái loại súng này. Rồi, mới có 8 giây rồi mà mấy bạn nó bắn không còn cái gì luôn rồi. Ui, nào đấy. Hình như bên kia chắc là gặp boss rồi, trận này chắc là boss rồi. Vì mình chơi tử chiến, mình thường xuyên chơi tử chiến anh em. Tử chiến mình cảm thấy nó vui hơn, bắn nhiều. Ui sợ ơi, mấy ông này. Mới vô mấy ông bắn kìa. Thôi ơi, pháo sấy, thôi nó bay đầy trời luôn. Trung bên Mac thì mình chơi, mình ở mức độ giải trí thì tương đối là hay nha anh em. Tại vì súng bên này bắn nó one shot rất là dễ. Còn bên War Robot thì anh em bắn từ đầu buổi tới cuối buổi, tới ngủ dậy luôn cũng chưa chắc là chết con robot kia nữa. Đẹp luôn. Với lại thì bên này cũng không cần sử dụng cái não nhiều anh em à. Với lại khả năng gặp boss cũng rất là cao, cho nên anh em bắn sẽ rất là sướng, cài nhiệm vụ cũng ngon lành. Còn bên kia mà anh em cài được một cái nhiệm vụ thì nó cũng khó à. Khó này ơi. Ui, nó tàng hình kìa, nhưng mà nó cầm súng này thì chắc chắn là boss rồi anh em ạ. Tại vì người không thể nào mà nó lại cầm cái súng này được, yếu lắm. Ê, cái tên này chắc là người. Nhưng mà chưa kịp bay nữa thì chết rồi. Ok, trận này cũng tương đối là hay rồi, toàn thắng nha. Chung mấy bạn chơi pháo sấy kiểu giống mình là ok, team kia không có thời gian để thở. Đây, nhận lấy. Trời ơi, cái này mà lên hai cây pháo sấy 10 ở hai bên hai cái tay nữa rồi thì hơi bị ghê nha anh em, bắn hơi bị rác. Ui, nó bắn mình kìa, bắn ơ hụt. Trời ơi, mấy ông bắn pháo sấy kìa. Chung game này chơi rất là vui, nó cũng tương đối là sướng nhưng mà không căng. Mình thì lại thích những cái tựa game nó căng não hơn. Vô đây bắn thì kiểu như là game tuổi thơ vậy hơn. War Robot thì không dành cho những bạn dưới 13 tuổi đâu. Ui trời, ngon. Thôi, 23 kill luôn, ghê rồi. Thôi, ngày hôm nay mình chơi tầm 1-2 trận thôi. Nói chung chơi cùng anh em tại vì giờ gần đây thì anh em on cũng không nhiều. Sội coi kìa. Cối tên lửa, pháo sấy. Ghê thiệt em ạ. Rồi, trận này mình chơi với bạn Shadow Fire và Slow nha. Đấy, qua trận này đã có Scorpius xuất hiện. Hiện tại thì mới có 2 sao, công suất năng lượng nó cũng chỉ có 12 thôi, cho nên mình lắp một cái bệ phóng lao 8 và một bệ phóng lao 4. Không biết là nó bắn được ai không đây chứ. Đây. Ui da, trời ơi. Thiệt luôn. Ghê thiệt, mình chưa có tạt nó được miếng nào cả, nó cho mình bay màu luôn rồi. Hay đấy nha. Ấy. Con đào hết đấy.
À, cái kỹ năng mà bắn ra một cái tia điện xuyên tường đó hình như là con Garaptor đúng không ta? Chắc là con đó rồi. Rồi, trong mấy à đúng rồi, đấy đấy cái tia điện đấy anh em. Chắc là Garaptor đúng không? Cái con mà mập mập ấy. Không mập bằng Rickhound. Mình thấy cái tia điện nó cũng ngon ấy nha, nhưng mà con robot đó thì nó hơi rườm rà quá, mình không thích. Rồi, đi. Ha, game này gặp người tương đối nhiều đó anh em ạ. À, có ông Bảo Ca Ca là ông nào? Bảo Ca Ca vậy chắc là đặt tên là người rồi. Rồi, cái map này thì hơi hơi khó bắn nha, hơi khó bắn khó sấy nha, nhiều chướng ngại vật lắm. Rồi, ui rồi. Hey, Bảo Ca Ca. Ui xua xua cầm súng 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 laser. Ôi ủi luôn nè, ôi hay. Đây 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 đây. Ui sợi bệ tên lửa nó bay cùng trời hết trơn kìa. Ơi. Ê, ủa, rõ ràng nó đâu trúng mình đâu, sao sao tự nhiên mình lại mất máu nha. Ai, xa quá, bịch tên lửa của mình bắn không trúng. Đúng không? Hụt luôn, trời ơi. Rồi, trận đầu tiên thì có giải win rồi anh em ạ. Đấy, ngon lành, tiếp nào. Một trận thì có tầm 2 phút thôi, cho nên nó cũng... Nhìn đằng sau thì cũng cũng không quá ngầu, nó giác hai cái bệ tên lửa chà bá đây. Đây chính là lúc thử. Ui trời ơi, cũng không có đam nhiều tại vì hiện tại thì cấp 2 2 sao cho nên là đam cũng không to. Rồi, đây để mình ném vô cái mặt của nó nè. Ui không chết kìa. Nhưng mà mình cái kiểu ném súng ném tên lửa như thế này mình khá là thích nha anh em. Nhìn khá là ngầu đấy. Đấy đấy đấy. Ui. Ngon. Được đấy. Ngầu thật, với lại tốc độ di chuyển cũng hơi bị cơ động ấy, cũng gọi là cơ động. Ấy ngon. Test thôi, mình chỉ test Cobiot thôi nha, anh em cứ bình tĩnh nha. Đây đây đây, để tôi. Ui trời, không chết kìa. Ê khoan 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 khoan. Lượng máu bây giờ cũng chỉ có 35.000 thôi cho nên là chưa được đâu. Đó, bây giờ thì đội hình của mình tương đối là ok đấy. Cobiot nhìn ngầu này. Ornith ngầu, Sentinel ngầu này. Hunter rồi Ui ngon. Ngon. Thunder rồi gì nữa quên rồi ta. Guardian rồi, nói chung là mấy con robot mình khá là hài lòng rồi. Ây da. Thiệt luôn. Trời ơi, có lưu đạn. Nó ném mình thấy trước tương lai luôn này mà, nó ném một phát là thấy người ta kêu bẩn gì nhỉ? Nhìn thấu tương lai. Đây, thằng này ném có lưu đạn mà đúng không? Ăn đạn nè, bạn ơi. Bạn ném tôi hả bạn? Bạn cũng là Onyx, mình cũng là Onyx mà tại sao bạn nỡ giết mình chứ? Hey, khoan khoan. Rồi bên kia hết người rồi. Ui, còn mấy giây kìa. Ui giời, game này hòa luôn kìa. Còn 3 giây, còn 30 giây. Ui, đừng để bên... Chết, chết, bên kia nó gỡ một kill rồi. Đừng nói kéo tới trận 3 nha, game này hơi... Ê... Ủa sao mình không nhìn thấy nó mà nó nhìn thấy mình nha? À, nó bắn mình hoài kìa. Đâu rồi, nó đâu rồi? Giỡn. Chết rồi. Chết chết chết, còn mấy giây nữa à. Ừ, ông ủi được nó rồi, hay quá. À, nhưng mà vẫn hòa. Ui sao, hòa rồi, vậy là mình phải đi thêm một trận nữa rồi. Hay da. Lỡ, ý, ví dụ mà giờ mình hòa thêm trận nữa rồi sao anh em? Có thêm trận nữa hả? Hay là game nó kết thúc ở đây, nó hòa luôn. Mình nghĩ là hòa luôn quá chứ làm gì có vụ mà nó cho chơi thêm nữa đúng không? Lỡ trận sau nó hòa rồi những trận sau nó hòa nữa rồi sao? Hòa liên tục. Ấy, rút kinh nghiệm lần này mình không gọi Cobiot ra nữa nha anh em, mình chơi khó thấy luôn tại vì tầm 75 mét mấy thằng kia ném có lựu đạn chết. Ê. Đấy, à đây 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 đây, hình như là nó đang tính chơi mày. Nên chơi ném lựu đạn nữa đấy. Ai cho tôi còn đây mà bạn ném cái gì, bạn ném ai kìa 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 nó kìa. Ui trời, cái map này khó bắn khó sấy thật.
Cũng được, game này nói chung là cũng cũng vui đấy, cũng ây da, nó không chết kìa bạn ơi. Ôi có lựu đạn nữa kìa, thằng đó đó, thằng đó đó, đây đây đây, đây. Chết nè, đây đây đây, nó đứng đó đó, nó đứng đó, nó ném cối lựu đạn đó. Từ từ từ, mình nấp vô cái đã, biết là mình có vị trí nào mình bắn được nó không ta. Bây giờ đứng á, à nó gần chết kìa. Ê, khoan khoan, đây đây, vị trí này ổn nè, bắn được trúng không? Ui không chết. Ừ hay, ngon bạn ơi, 11 kill rồi, ngon. Bây giờ gỡ lại được rồi, chung là còn 20 giây chắc chắn nó gỡ không được. Đây để tôi, đấy, cảm ơn nha. Ê chết chết chết, hai thằng, dạ, ơi chết 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 rồi, mình cầm pháo sấy mình đâu có chơi được. Kill shot, phóng đĩa luôn, ghê à. Nhưng mà hết thời gian rồi bạn ơi. Ok rồi, thì video mình tới đây kết thúc nha, hẹn gặp lại vào những video max sau nha.